tai nghe Bluetooth hơi chơi ở Human, mô hình scale Phu Hua Vân Mạc Đan Tâm, mô hình scale Elysia cực kỳ dễ thương, hay còn có cả mô hình Chibi Lý Tố Thường vừa mới được ra mắt cùng Anniversary phiên bản 6.1. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Tại đây, thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm, phụ kiện mà mọi người muốn. Ren sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. 33.000 pallet là cũng hơn 100 nháy rồi. Ron full gear. Được. Tao chập chớt, eo ơi hơi rén nha, nhưng không sao. Lần này mình có bí kíp rồi mọi người, đợt X10 phát luôn nhá. Bây giờ chỉ cần nếu như nó có cái hiệu ứng gương vỡ là kiểu gì cũng có rank S, còn nếu không có là skip luôn. Có gương vỡ không? Không à? Ừ, chắc chắn không có luôn. Đấy, biết ngay mà. Bây giờ chúng ta sẽ... hai mình nhảy tiếp theo. Gương vỡ đâu? Gương vỡ. Ôi không có rồi. Tiền đó này nhanh lắm, chỉ cần nhìn cái hiệu ứng đầu tiên là mình biết rồi. Không sao. Mới có 20 nháy thôi mà. Lại chúa trên cao. Gương vỡ. Ôi, không có rồi. Rồi thấy mẹ luôn. 70 nháy đã ra đi. Không sao, nếu như lần này ra thì vẫn là hên, còn không ra thì hơi xui. Không có rồi mọi người ạ. Là trời. Ôi, bảo hiểm 59. Lần này chắc chắn sẽ ra luôn. Gương vỡ. Ủa có rồi, gương chưa? Ủa lúc đấy mình không nhìn thấy mà. Ôi nhân phẩm của mình năm nay nó làm sao mọi người ạ? Ôi vãi cả trưởng thật. Vãi thật sự luôn đấy. Hai lần rồi, lần trước mọi người xem thì chắc là mọi người cũng nhớ phải không? Finality, lần này thì hơi trượt trước. Ui, ôi nhân phẩm của tôi. Thấy chưa? Lần trước livestream gần 400 người xem. Lần này livestream được gần 53 người xem. S1 luôn. Ui, hack game hay sao? Thôi gáy to tí nữa kiểu gì cũng đo nhân vật. Được như thế kiểu gì Ron Gear cũng còn lâu, mơ đi cưng. Nhưng không sao. Gọi là lên được S1 là quá đỉnh luôn. Ui, 42 mảnh kéo thậm chí lên được S2 luôn ấy. À không, 50 mảnh mới lên được S2 mà. Thế bị dẹt rồi. Vừa nãy mình tắt rồi. Ui thơm vãi, ui mình. Ui thơm vãi trưởng luôn ấy. Thế mà cái đích của mình Ron ải chỉa ra mà không full gear. Còn chỉ mới nhảy mới full. Ui dồi. Ố, quả này có cái mít rồi. À không nha, ngày cuối cùng nó mới ra cơ. Mất dạy thật. Ok, 20 nhảy tiếp theo này. Ngày 12 tháng 13 hơi chợt trước quay lại đợt 2 kìa. Ờ, nó sẽ quay lại một lần nữa. Ui em ra 4 cây trấn. Yeah, boss. Ba mươi ba nghìn pallet cơ mà, chẳng nhẽ lại không full gear. Yeah, có trấn rồi mọi người ơi. À không nha, có trấn nhưng không vui nha. Tí nữa nó mới dồn cho mấy cái trấn ở mồm ấy chứ giờ. Mình chỉ có một miệng thôi và chỉ ăn được một cây thôi. Không ăn nhiều chấn đâu. Cái set này hình như là top boss thì là ngon hay sao ấy. Ui dồi, Murata Himiko. Thôi cũng được. Bà này bây giờ newbie thì cái gì cũng là new hết.
đây là nhảy thứ 40. 40 đúng không? Top đi, top đi, top đi. Top Bronja thứ sinh ngân rừng. Ui, lộn, lộn, lộn. Ui, đỉnh chưa? 3 lần tư rồi. Thật sự luôn, nick ông này quá thơm đấy mọi người. 3 lần tư rồi. 9.000, nhưng mà 9.000 pha lê chưa chắc đỡ full đâu nhá. Mình còn 30 nháy nữa. May ra thì full. Mid đi, mid Bronja, thứ sinh ngân rực. Ui dồi, đấy. Nó có sai đâu. Ôi là trời. Nháy thứ 60 này. Mình nghĩ chắc cũng phải tầm 90 nháy mới full. Ơ là trời. Ơ hai tím luôn này. Đấy, ba cây chấn. Ba cây chấn rồi. Ra mid hoặc là ra top thì là bạn này sẽ full. Hãy sử dụng hết nhân phẩm của Dead on Kai đi. Cái gì vậy? Ơ ui dồi, Murata Himiko ấy hả? Thì như lại cái top đúng không? À mid. Ôi 3 phần 4 luôn rồi. Ôi tiếc thế nhở. 3 phần 4 mắm lửa luôn. 1, 2, 3, 4 à, vẫn đủ này. Vẫn đủ nha mọi người. Hãy cầu nguyện đi. Chấp đứt lại. Chấp đứt cầu nguyện đi. May ra được hơi trường chút S1. Ôi cái nhân phẩm của tôi. Ui dồi. Rồi, nghỉ game. À, không sao. May mắn luôn, mỉm cười với bạn. Hai cái top. Mít không có. Cũng gọi là 3 phần 4 rồi. S1 cơ mà.